Hiếu, hôm nay bố đi đâu mà mình phải ăn khoai như này? Bố không cho mình tiền à? Chắc bố hết tiền rồi. Hôm trước bố vừa đưa anh em mình tiền đóng học thêm một gì nữa. Với lại bố mua cho mày cái áo khoác mặc mới đấy thầy. Bố thì lương được có tí. Anh Hiếu ơi, con Miu đang tha con Lu kể trên mái nhà kìa. Đó. Ơ, con này, sao mày ăn khoai của tao? Mày, khoai chỉ đời dưới bếp kia mà mày vẫn cắn trộm miếng của tao, hả? Nhưng mà em thích ăn của anh, đúng anh bắt được em đấy. Nghe nói Nhung Duyên sắp được là MC trong cuộc thi văn nghệ trường sắp tới đấy à? Em thăng cấp rồi, sau nhiều lần thi văn nghệ thì bây giờ em không cần phải thi nữa, em chỉ việc đứng đọc rồi. Tao cầu trời, tao khấn Phật cho mày không phá hỏng chương trình. Thích chủ em ạ. Hoan. Thôi, đi học đi kiểu muộn. Không chờ nữa. Tao. Ô, ăn khoai buổi sáng này có đủ chất không? Anh Tuấn chả biết gì, ăn khoai nó mới chắc dạ. Bố em bảo ngày xưa các cụ toàn ăn khoai thôi, làm gì có cơm gạo đâu mà ăn. Nhưng mà bình thường chị thấy em ăn sáng ở trên trường mà, sao nên ăn nhà thế? Hôm nay bố em hết tiền nên là lột khoai cho bọn em ăn chị ạ, ngon cực. Hiếu với Thảo thích nhở? Tuy nghèo mà vẫn vui. Anh chỉ ước được một lần mẹ gọi dậy, xong rồi nấu đồ ăn sáng cho. Điều ước mãi mãi chỉ là điều ước thôi. À, chắc tại mẹ ông bận quá nên không nấu đồ ăn sáng cho ông được. Khi nào mẹ ông rảnh, mẹ ông nấu cho ông đồ ăn sáng cả năm luôn nhá. Thôi, đi học đi. Đi cả muộn. Đi. Có gì đâu à, ăn khoan thôi nhá. Ê, Thảo ơi, anh cho mày 1.000, mua được gói bim bim bé đấy. Đấy. Này, tự nhiên lại tốt với em thế. Thì anh cho mày mua bim bim, chứ anh có ý gì đâu. À này, nếu mà mày có lòng tốt ấy, thì mày xin cho anh số điện thoại. Con bé Mai ngồi sau lưng mày. Ui giời, tưởng thế nào, xin số gái mà có mới 1.000, làm gì có chuyện gì dễ dàng thế. Thì đấy cũng là tất cả gia tài của anh rồi. Mà mày cũng biết ấy, dạo này bố có tiền đâu, nên anh với mày làm gì có đồng nào. Cái 1.000 này là anh thấy sót trong túi áo khoác ấy mà. Thôi, mày cố xin số của anh cả. Không, 1.000 quá rẻ. Em không thể nào mà bán rẻ cái công sức của mình thế được. Thì bây giờ mày muốn như nào? Như nào á? Như nào? À, mấy hôm nay ở trong trường có cái trò gọi là trò thổi bóng keo. Em thích lắm, nhưng mà em không có tiền mua. Anh mua cho em đi, thì em giúp anh nhá. Ra điều kiện khó thế. Tao có tiền mua đâu. Với lại cả trường nó chơi rồi, giờ cháy hàng, có tiền không mua được đâu. Nhưng mà em thích. Cả lớp em ai cũng thổi được quả to đùng ạ. Em cũng muốn thử một lần xem là nó như thế nào. Thôi được rồi, thế để tao về nhà, tao gom ít sắt vụn xem được tí nào không mang đi bán, xong rồi tao mua cho một lọ nhá. Vâng. Thôi, lên lớp đi. Mà nhớ xin số con đấy cho tao đấy. Ui giời, anh cứ mua đi đã. Anh Hiếu ơi, sao đứng đây từ nãy đến giờ mãi cô Đồng Nát chưa đi qua đây nhở? Chắc cô quanh quanh đường kia thôi. Tao mày thử đi quanh làng xem sao. Đi. Anh Hiếu ơi, bán hết đống chai nhựa này thì mua được bao nhiêu lọ keo thổi bong bóng nhở? Tao đã mua bao giờ đâu mà biết. Thôi, cứ đi bán đi á, xem sao nhá. Đi. Để con bóng thổi bóng cho con bánh bèo xem nhá. Anh á, thổi thì thổi thôi chứ không được bóng. Em thế nào, BD nó là đam mê. Ê, không BD nó chuyển sang máu dê á, em lại thích ghê bây giờ đấy. Mà thôi, anh thổi đi. Trước em chả thổi được quả to bao giờ, toàn quả bé tí thôi. Đẳng cấp anh nó phải khác em như anh thổi này. Bấy. Cho em anh thổi hình trái tim luôn. Ôi, to thật đấy. Ôi, anh Hiếu, anh Dương với chị Nhung xem thổi được quả bóng to chưa kìa. Anh Dương, chị Nhung. Hai đứa đâu đây? À, em đang đi bán đồng nát anh ạ. Mà anh Dương, anh có keo thổi bóng à? Anh cho em thổi một tí được không? Em chưa được thổi bao giờ. cho hai đứa, bóp được bao nhiêu thì bóp. Em xin. Cảm ơn mà thổi. Anh đi về luôn đây. Dạ vâng. Đi em, đi. Đâu, để anh xem anh thử bóp xem nào.
Không bóp ra được Thảo ạ. Không đủ thổi rồi. Thôi, đi tìm đồng nát bán xong rồi mua thôi. Không thổi được đâu, thôi đi. Chán thế. Trò thế, trò. Mày lên! Mày nghe không? Mày lên đây, mày lên đây! Này, này, tao đây! Tao đố mày lấy được đây! Này nhá! Anh phải cho em một nửa chứ! Mẹ cho tiền chơi chung như cho mình anh ạ! À. Tao không phải là tao chơi tất đâu! Mày cứ để tao thổi đi, khi nào chán thì tao giả mày! Nhưng mà anh thổi gần hết rồi! Chỗ kèo kia còn mỗi quả thôi! Mang đi cho em đi! Của mình anh đâu mà anh cứ... Mang đi không? Còn lâu! Trong tay tao nó là của tao. Em không biết, đưa đi chơi. Đây mà... Đây mày lấy đi. Chốt lại là ông có đưa cho tôi không? À ông à? Ông không. Em hỏi anh lần cuối, anh có đưa em không? Không. Thế là anh thích chơi một bình gì đấy? Em cho anh chơi một bình luôn. Em á, em đi về. Em về em tâm sự với mẹ là có một học sinh đi học tiết 3 được về, nhưng mà đến tận tiết 5 mới có mặt ở nhà. Đấy, em gái anh yêu thương không hết, ai tranh giành của em. Cầm lấy chơi đi, chơi đi. Thổi nhiệt tình cho anh nhá. Thổi đi. Thế chứ lại. Như con ma só ấy, cái gì biết. Anh á, anh phải ngoan. Anh mà lệch sóng với em á, anh chỉ có khổ bản thân anh thôi. Đấy. Nhìn em gái thổi anh ra nhá. Ý. Hết búa nữa rồi. Không thấy đâu nhỉ. Ô. Thằng Hoàng, cái Nhung. Uầy, chúng mày có bóng keo à? Cho anh em tao thổi với. Hai anh em mày chạy đến sớm. Nó thổi hết rồi còn đâu. Chán thế. Chị Nhung ơi, em chưa được thổi bóng keo bao giờ. Em với anh Hiếu đang bảo là đi tìm bà Đồng Nát để bán chỗ này lấy tiền mua bóng keo. Thế mà chả thấy bà ở đâu. Ơ, bà Đồng Nát á? Nãy chị thấy đằng kia kìa. Chị với anh Hoàng đi qua thì đang cân Đồng Nát ở gần nhà bà Sinh. Ơ, thế à? Thế đi ra hàng đấy đi. Anh Hoàng với chị Nhung đi chung cùng em nhá. Xong rồi mua thổi chung luôn. Đi. Đâu? Tao thấy ngay đây thôi mà, quanh quanh đây thôi. Cô Đồng Nát ơi! Cô Đồng Nát! Đâu nhở? Ôi, chú mẹ ơi, cả vỉ bóng keo kìa. Ơi, các anh chị ơi, hình như của bà Sinh làm rơi hay sao á? Mày điên à? Rơi ở ngoài đường là của người ta chứ của gì bà Sinh. Ôi giời. Chẹt được của rơi đồng thời đứt túi à? Em phải trả bà Sinh nhanh. Nhưng mà thích mà, cả vỉ đấy. Cả vỉ. Anh Hoàng, trả lại đi. Em cũng thích, nhưng mà có phải của mình đâu mà mình cầm. Nhặt đồ của rơi, trả người đánh mất. Trả đi. Nhưng mà mang vào trả đi. Bố tôi dạy, đói cho sạch, rách cho thơm. Không phải của mình ấy thì mình không được tham. Nhớ chưa? Mang vào đây. Nhìn gì nữa? Mang vào, nhanh. Cả vỉ, cứ bất giả. Nó giả bà. Vâng. Bà không cần cảm ơn đâu bà. Thế chứ lì. Này nhá, bây giờ mình đi tìm bà Đồng Nát bán lấy tiền, xong rồi vào đây mua lọ, mỗi đứa thổi phát, có phải sướng hơn không? Thôi đi. Để tìm cho sớm rồi thổi cho nó nhanh đi. Bà ơi, nếu mà không phải của bà thì bà đưa cho con mà nhá. Đi cá cái làng này chả tìm cái Đồng Nát đâu. Hình như là hôm nay cũng nghỉ phép hay sao ấy. Chán nhà anh nhở. Thế là chả có tiền mua bóng keo để thổi. Tại chúng mày hết đấy. Cứ nằng nặc đòi giả cái vỉ đấy cơ. Cầm tất cả chỗ đấy ra đây á. Có phải là thổi cho em hộp gì không? Kể khẳng khẳng hết với nhau. Cười khảnh khảnh. Của mình đâu mà mình giữ. Chắc cái trò thổi bóng bằng keo không có trong ký ức tuổi thơ của em rồi các anh chị ạ. Ê chúng mày. Ô. Bốn đứa chúng mày sao mặt dài như cái bơm đấy kìa. Trả dài. Nhặt được cái vỉ bóng keo, chúng nó cứ đòi trả lại. Bây giờ một ống không có mà thổi. Đi quanh làng tìm bà Đồng Nát bán cái chỗ này đi để lấy tiền mà mua. Chả tìm được. Ô, nhặt được của rơi trả lại người mất là tốt mà.
chúng mày đang buồn vì không được thổi bóng đúng không? Tưởng gì, đợi tí nhá, tao đi mua cho cả vị. Vừa được bố tao thưởng cho mấy chục đây này, vì được 3 con 9. Bây giờ nhá, đợi ở đây, tao đi mua cho. Đi đi, bọn tao chờ. Chờ đây nhá, chờ đây nhá. Cuối cùng cũng có bóng để thổi rồi. Ô, các anh chị, anh Tuấn về kìa. Anh Tuấn, anh mua được chưa? Chắc anh để trong túi quần đúng không? Không, không mua được chúng mày ạ. Bà Sinh bà bảo là có người mua hết rồi. Ta bảo rồi mà, cái này có tiền cũng chẳng mua được đâu. Vậy là bong bóng keo không có trong ký ức tuổi thơ của em rồi. Chỗ này thổi ngày mai chả hết. Em mấy đứa. Uầy, anh Dương, anh lấy đâu ra nhiều bóng keo thế? Anh vừa mua, nhưng không may rơi trước cửa nhà bà Sinh. Nãy em quay lại tìm, cứ tưởng mất thì bà Sinh vừa bảo là chúng mày nhặt được rồi đem trả. Anh Dương ơi, em trả đấy, em trả đấy cả vỉ luôn. Chị với anh Dương biết mấy đứa thích chơi trò này mà mấy đứa nhặt được lại đem trả, không tham nên anh chị quyết định mang chỗ này đến cho em chơi thỏa thích. Ôi, em cảm ơn anh chị. Mần. Em xin anh chị nhá. Cho tao. Tất cả mọi người cùng thổi, xong rồi ghép vào nhau xem nó to như thế nào đi. Đi. Đau mồm quá. Anh Hiếu cầm khoa tí lên trường đưa cho em nhá. Đi học đi. Hôm qua thổi bóng nhiều quá, hôm nay đau hết cơ mồm các anh chị ạ. Bình thường mà chị thấy gì đâu. Mày là nhung doe. Mồm mày á, có thổi nữa thổi mãi nó cũng không đau đâu. Anh Hiếu à, trêu gì cả. À Tuấn ơi, cho ông củ khoai đây. Sao lại cho tôi khoai? Thì hôm trước ông chẳng bảo ông ao ước được ăn đồ ăn sáng do bố mẹ ông chuẩn bị còn gì nữa. Bố mẹ ông bận. Thì đây, đồ này bố tôi cũng chuẩn bị cho tôi với con Thảo. Bây giờ tôi cho ông, ông thử đếm xem. Hương vị nó cũng ấm áp lắm đấy. Đây, này, tôi cho một củ này. Lấy đi. Tôi cảm ơn hai em ông nhá. Khoai thơm quá. Trời ơi, cảm ơn cái gì. Ăn đi, khoai bố tôi dậy sớm, bố tôi luộc cho anh em tôi ăn đấy. Thế đi học đi. Hiếu Thảo sớm thật đấy. Anh Tuấn đúng là ngược đời. Con nhà giàu lại bảo con nhà nghèo sướng.